Ngày hôm nay em cùng các bác đi xem, tham quan tìm hiểu về một chiếc xe mà thời gian trước nó là gần chục tỷ đồng. Và bây giờ thì chiếc xe này xem độ đẹp của nó đến đâu, với cái số tiền các bác bỏ ra chỉ bằng một chiếc xe Morning, một chiếc xe Spark thôi. Đấy, các bác nhá, xem chiếc xe này đến bây giờ còn lại những gì và độ đẹp của nó đến đâu, thì em cùng các bác mình đi tham quan tìm hiểu nhá. Giới thiệu các bác thì đây là một chiếc xe còn rất là mới. Để mà nói thì tìm được chiếc xe đẹp như này cũng rất là ít đây. Đấy, bên em cũng nhập rất là nhiều dòng xe này rồi, nhưng mà tìm được chiếc xe đẹp như này thì rất là hiếm các bác nhá. Đấy, em cùng bác đi xem, tham quan tìm hiểu về chiếc xe này, xem độ đẹp của nó làm sao nhá. Đây, hiện tại thì các bác đang nhìn là đây là cái phần táp ni cánh cửa phía sau bên phụ các bác nhá. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ các bác nhìn này. Đấy, trang bị có một hệ thống, một hệ thống này là đây các bác xem, thì có sấy ghế này. Đấy, có cả sấy nóng và có cả sấy lạnh nhá. Đấy, trong đó thì đây các bác thấy này, có chỉnh ghế đây, chỉnh ghế cho em chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thụt lại này. Đấy, và thò ra nhá. Đấy các bác thấy, đấy, thò ra luôn đúng không ạ? Và mình có thể chỉnh nâng được nhá. Đấy, chỉnh nâng, chỉnh nâng cao, nâng thấp và chỉnh gối đầu nữa. Đấy, chỉnh cái gối đầu này các bác này. Và đây các bác xem, thứ nhất là chiếc xe vẫn còn cực kỳ là hiện đại, và cái thứ hai thì chiếc xe này vẫn còn rất là mới các bác nhá. Đây các bác xem, cái ghế ngồi này đúng không ạ? Và đây là người ta gọi là cái mặt ngồi nhá, còn đây là cái phần nâng tựa các bác nhá. Và phần nâng tựa cho đến cái phần mặt ngồi đây các bác nhìn này, rất là mới luôn, gần như là không ngồi mấy, ít khi ngồi đến, cho nên là các bác xem là cái da của nó này, da ghế của nó này, đấy, da ghế của nó vẫn còn rất là mới luôn, không bị rạn nứt gì đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ ngồi vào bên trong nội thất của chiếc xe này. Đấy, xem cái con xe này nó như nào, em sẽ quay các bác mình xem cụ thể. Thì đây là chiếc xe gì? Là chiếc xe Mercedes S550 các bác nhá. Mercedes S550 vẫn còn rất là mới luôn. Tất nhiên 550 thì động cơ của nó sẽ to, sẽ khỏe rồi đúng không ạ? Chiếc này số tự động, biển Hà Nội các bác nhá, biển Hà Nội. Đây các bác nhìn này, cái phần táp ni cánh cửa tiếp theo mà em đang quay giới thiệu các bác, đây là cánh đằng sau của bên lái này. Đây, cũng giống như cánh bên kia nhá, cũng có những cái hệ thống. Đây, thứ nhất là chỉnh ghế, cái thứ hai là sấy nóng và sấy lạnh các bác nhá. Đây mình bấm vào đây. Đấy, và đây là kính bấm lên xuống. Và đây là gì? Chỗ này là chỗ để mình để đồ nhá. Mình để đồ gì cũng được, hoặc là mình làm gạt tàn đi. Đấy, có cổng điện ra 12V ở vị trí này này các bác này. Đấy, loa là loa là tốt các bác nhá. Ở dưới là nỉ. Còn đây vị trí này là da này. Đấy, chỗ này là da này. Đây da này. Và trang bị thì tính cả chục túi khí trở lên các bác nhá. Đấy, đến sơ qua là đã có là 12 túi khí rồi các bác ạ. Có 12 túi khí an toàn rồi. Đấy, và chỗ này thì các bác thấy là có rèm che nắng này. Đấy, rèm này thì mình có thể là đưa lên hạ xuống nhá. Đấy, tùy theo sở thích của các bác nhá. Đấy, và Mẹc mà có cửa lốc thì các bác biết là cực ít cực hiếm luôn, không phải là chiếc xe Mẹc nào đời thấp và nó cũng có được cái cửa lốc như vậy. Đây, và đây đèn nhá, đèn đây này, đây này này. Đấy, trần lý rất là mới luôn. Đấy, các bác xem trần lý của xe rất là mới nhá. Chỗ này có hệ thống điều chỉnh điều hòa nhá. Đây mình có thể là bấm chỉnh nóng chỉnh lạnh này, rồi chỉnh to chỉnh nhỏ ở đây các bác nhá. Đấy, đây là cái phần cốp đồ. Đây các bác xem này, da nó đẹp chưa này. Đấy, đặc biệt thì ở đây các bác nhìn cho em là cái bộ ghế đằng trước đây, nhất là cái ghế lái này đúng không ạ? Các bác biết thì ghế này bao giờ là cũng sẽ được ngồi nhiều nhất trong mấy cái ghế còn lại đúng không ạ? Và đây các bác xem này, từ cái phần lưng tựa cho đến phần mặt ngồi này, đấy, không có hiện tượng bị kém, bị nứt, bị rách, bị sờn tí nào cả đúng không ạ? Đây nữa này. Đấy. Và chiếc xe thì trang bị là có màn hình Android, màn hình Android cỡ lớn các bác nhá. Đấy, cần số tự động đây. Đây cần số tự động đây. Đấy các bác này, cần số tự động đây. Và có ấn đề lỗ start top ở đây nhá. Đây, start top. Đấy. Mình ấn điều chỉnh hệ thống khởi động động cơ. Còn đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Đây là ổ khóa này. Và chiếc xe vẫn còn giữ được nguyên hai chìa khóa nhá. Một này, hai này. Hai chìa khóa luôn. Đấy, và chỗ này thì đây có rèm che nắng này. Đó, và đây cảm biến lùi này. Và đây là nâng hạ gầm nhá, nâng hạ gầm của xe vẫn hoạt động bình thường nhá. Còn đây là nút mở và chốt cửa nhá. Đấy, và đây là khóa ghế này, đây là móc treo này, đây hạ gầm này. Đấy, rất là nhiều những tính năng khác nữa thì các bác cùng em đi chi tiết nhá. Đây,
Đặc biệt là cái cánh kia, cánh kia nha, rất là nhiều những cái chức năng luôn. Đấy, tí em sẽ quay cho các bác xem. Và cánh bên đây cũng vậy này. Loa là loa Bose nhá bác. Đấy, loa Bose, nghe rất là hay. Đấy, con này được sản xuất năm 2004 và đăng ký là đầu năm 2005, số lượng máy 5.0 nha các bác. Đấy, máy này thì các bác mình không thể chê nó yếu được. Đấy. Đấy. Chạy và khi mình dướn ga đạp ga thì nói thực sự là không thể chê được. Chạy cực đầm, cực chắc luôn. Chạy rất là sướng, rất là bốc, khỏe các bác nhá. Em quay kỹ cho bác xem cái bộ ghế này này. Và đây là phần táp lô nhá. Đấy, rất là nhiều túi khí. Một lát nữa thì em sẽ quay kỹ cho bác xem. Đấy, quay kỹ cho bác xem về từng chi tiết, từng phần một để xem chiếc xe này như nào. Đây, bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh xe đi, vòng xung quanh xe bên ngoài để các bác xem về cái hình dáng của chiếc xe Mac S 550, một chiếc xe tiền tỷ này. Và bây giờ thì để chúng bác với giá rất là yêu và hợp lý, với mức tiền chỉ bằng một chiếc xe hạng A thôi, hạng A ít tiền đúng không ạ? Chiếc xe đẳng cấp luôn, biển Hà Nội có nha, biển khá là đẹp. Đấy, đèn pha đây các bác xem, là đèn pha còn rất là trong. Đấy, có đèn bi nhá, lốp loại cỡ lớn các bác nhá. Đấy, lốp cỡ lớn luôn đấy các bác xem này, và lốp vẫn còn rất là dày. Ở chỗ này là để mình cắm cờ nhá, chỗ này mình cắm cờ đây nha các bác. Đấy, cảm biến ở trên này, và có rửa đèn pha nữa nhá. Ở phía sau cũng vậy, có cảm biến lùi. Đấy, cảm biến chống va đập, chống va chạm đấy ạ. Và phanh ABS, phanh đĩa, rồi chống trơn trượt, tất cả rất là đủ. Vâng, đây các bác xem này, đây là đèn xi nhan nhá, có cục gương nữa nhá. Đấy, bên em thì còn rất là nhiều mẹc luôn. Và trước kia cũng là chiếc mẹc giống như chiếc này, giống như chiếc này nhá. Đấy, cho nên là khi các bác mình đến xem thì bên em có 4 sự lựa chọn cho các bác luôn. Đấy, 4 con xe mẹc S như thế này các bác nhá. Đấy, có 3 con giống nhau. Đây, con này và con kia, và một con nữa ở dưới kia là giống nhau. Còn một con nữa là mẹc S350. Thì con mẹc S350 đó nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, chỉ có hơn 200 triệu thôi. Còn thì con này thì bên em sẽ bán cho các bác là giá là hơn 300 triệu một lít các bác nhá. Đấy, hơn 300 triệu một lít thì mình đã có thể là mình sở hữu. Đấy, và đã có thể là mua chiếc xe này về để sử dụng cho gia đình mình rồi. Đấy các bác nhá. Đây, chỗ này nữa này. Đấy, điều chỉnh tốc độ của ghế và sàn của xe vẫn còn sàn lý zin này các bác này. Và chỗ này để được mình để đồ nhá, gọi là cái bàn làm việc phía sau. Đúng là xe của sếp của khác, xe của giám đốc, xe của chủ tịch của khác đúng không ạ? Thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái thiết kế như vậy. Đây, túi khí thì quanh xe luôn các bác ạ. Tất cả 4 cánh này, cánh nào cũng có túi khí hết nhá. Ở chỗ này là chỗ mà được thiết kế nhiều những tính năng. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem. Rất là nhiều tính năng luôn các bác nhá. Các bác cùng đón xem chi tiết video này trong vòng gần 20 phút đồng hồ để mình tận hưởng, mình cảm nhận về cái độ chất, độ đẹp con xe Mac F550 này. Một con xe nó đẳng cấp luôn đúng không ạ? Một xe ngày xưa phải nói là đại gia, nó là chủ tịch mới được đi, những chiếc xe mà phải nói là quá giàu đúng không ạ? Phải nói là tiền quá nhiều thì mới mua được chiếc xe như đây. Các bác biết là ngày xưa gần chục tỷ có phải là ít đâu đúng không ạ? Không, bây giờ gần chục tỷ nó sẽ bình thường thôi, nhưng mà gần chục tỷ ngày xưa thì các bác biết là quá đẳng cấp đúng không ạ? Về vấn đề lỗi của xe thì các bác yên tâm nhá, là xe cam kết cho các bác là xe không có lỗi. Đấy, không lỗi về vấn đề đâm đụng này, không lỗi về vấn đề là ngập nước thủy kích nữa các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm là như vậy. Về vấn đề giấy tờ an ninh pháp lý thì chuẩn chỉ cho các bác mình ra tên thì bất cứ lúc nào. Đấy, xe thì các bác này, xe này đấy ạ, thì các bác mua về mình chỉ việc dùng, chỉ việc sử dụng thôi, không có lỗi, không có vấn đề cả nhá. Đấy, các bác yên tâm. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết này. Đấy, chỗ này thì có loa check thì các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Và đây là cửa gió này. Chỗ này nhá, đây là hệ thống chỉnh gương này. Đây là vị trí mình ấn đây, để sẽ cụp và mở gương tự động. Và chỗ này để được mình chỉnh mặt gương nhá. Đây, chỉnh mặt gương và cụp gương nằm ở vị trí này. Còn đây là chỉnh ghế các bác nhá. Mình chỉnh ghế bằng cơ. Đây các bác nhá, mình có thể thụt xuống này và lưng ghế lên này. Đấy, lưng ghế hẳn lên này. Và đây nhá, có chế độ nhớ nhá, 3 vị trí nhớ ghế luôn các bác nhá. 1, 2, 3 này, đây là M này.
Đấy, còn đây là cũng là sấy ghế, có cả sấy nóng và có cả sấy lạnh luôn các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Và đây là mở, đây là mở gì ạ? Mở cốp nhá. Còn đây là chỉnh bốn kính điện nhá, nên xuống bình thường nhá. Đây là chốt trẻ em này. Đấy, loa bầu các bác nhá. Đấy, loa rất là hay, nghe rất là chất luôn. Và các bác nhìn cho em cái vị trí tay nắm tì tay ở chỗ này. Đây các bác thấy này. Tuy rằng là một chiếc xe mà đến bây giờ các bác biết là cũng chạy mười mấy năm rồi, thế mà những cái vị trí như thế này nó vẫn còn rất là mới này, da này không bị kém này, không bị sờn này, đúng không? Đây này, đây nữa nhá, tất cả đều là da xịn. Và nội thất của chiếc xe này hoàn toàn là chất liệu da xịn nhá, chưa làm lại, nội thất chưa làm lại gì đâu ạ. Đấy, quá đẹp luôn cho một chiếc xe như vậy, đúng không ạ? Đấy, chỗ này được ốp lốc rồi đấy các bác này, và sàn của xe thì vẫn là sàn đế nhá. Đấy, chỗ này cửa gió thổi về phía sau nhá các bác nhá. Và những con bu lông ở phần cánh cửa, vách cửa này là chưa bị vặn, chưa bị tháo này, chưa bị tháo và chưa vặn nhá. Lòng trong này là hiện tại là vẫn là sơn zin nhá. Đấy, những con bu lông bắt ở cái móc khóa này các bác thấy này, không có hiện tượng bị han, bị hoen gì đúng không ạ? Tem của xe là vẫn còn nguyên, đúng không ạ? Lòng trong này là sơn zin nhá. Đấy, còn gioăng này cũng vậy này, cũng là gioăng zin này, được thiết kế bên trong là gioăng cao su, bên ngoài là lý nhá các bác. Bên ngoài là lý nhá. Đấy, chỗ này nó này. Bước chân ra bước chân vào nhiều như vậy mà cái vẫn chỗ lý này là vẫn còn nguyên này. Và đây các bác xem nhá, đây này, đấy, đây là những cái công tắc, những cái nút bấm gì đấy ạ. Đây là nút, đây là chỗ để mình sử dụng y tế nhá. Đấy, khi mình cần, khi là mình ví dụ xảy ra chảy, khi mình có vết thương đi thì mình sẽ lấy đồ dụng cụ ở trong đây ra để mình xử lý các bác nhá. Và có cả chỗ để dự trữ máu luôn đấy các bác, mình có thể là mình mua ít máu mình về mình dự trữ luôn ở trong xe nhá. Bên kia cũng có, bên đây cũng có luôn này. Đấy, tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chiếc xe như thế này luôn. Đây, mặt ghế ngồi này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thẳng nhá, nhìn nghiêng thì tưởng nó bẩn nhưng mà không bẩn đâu, tại vì cái lỗ nó thế đấy ạ. Đây mình nhìn thẳng này. Đấy, rất là mới luôn đúng không ạ? Rất là mới, từ cái phần gioăng trên đây nữa này các bác này. Đấy, mới chưa ạ? Đẹp chưa? Nó không bị sứt mép nhá. Nhiều con đây là những phần mép này bị sứt hết rồi. Sứt hết rồi nhá. Đây là một con xe đẹp mà không phải là lúc nào cũng có, lúc nào cũng nhập được về đâu. Vì những chiếc xe đẹp này á thì thường thường người ta ít khi người ta bán lắm. Còn những chiếc xe kém thì người ta hay bán, còn những chiếc xe đẹp người ta hay giữ để người ta đi. Cho nên là khi mình mà thấy được chiếc xe đẹp này thì các bác mình nếu mà đã thấy ưng rồi thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho bên em để được chốt chiếc xe này nhá. Cho chiếc xe với giá yêu, với giá hợp lý. Giá thì bên em đã ghi lên tiêu đề rồi và vẫn còn lùi, vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng, cho nên là các bác mình hãy nhanh tay. Nhanh tay gọi điện vào alo nhá. Đây lý đây các bác này. Đấy, có một vài chỗ thì nó hơi bẩn một chút vị chỗ này. Đấy, thế thôi. Không vấn đề cả, lau cái này hết ngay các bác nhá. Đấy, còn chỗ này là gì ạ? Đấy, có vô lăng điều chỉnh 4 hướng nhá. Rồi, vô lăng điều chỉnh 4 hướng tự động và mình có thể là điều chỉnh ở đây. Đây. Các bác này, đây chỗ này là mình điều chỉnh vô lăng nhá. Lên xuống này, ngả nghiêng này, rất là nhiều. Còn chỗ này là gì ạ? Cái này là cần ga cruise control. Ở chỗ này là bẩn mốc các bác nhá. Da xịn thì thường thường nó hay bị mốc. Đấy, điều chỉnh đi ga tự động cruise control, không cần phải đạp chân ga mà chỉ cần điều chỉnh ở đây thôi thì chiếc xe này sẽ tự động chạy các bác nhá. Tùy theo sở thích, tùy theo cái sự điều hành của các bác. Đấy, chỗ này là cần gạt mưa này, rồi chỉnh đèn này. Đây này, đây chỉnh đèn nhá. Và những cái cửa gió bên trong xe là không bị gãy vỡ gì nhá các bác ơi. Đấy, không bị gãy vỡ gì đâu. À, chỗ này là cảm biến. Và cảm biến này là cảm biến theo xe nhá. À, kia nữa kìa. Đấy, hai vị trí báo cảm biến lùi và cảm biến tiến nhá các bác. Còn đây là mặt đồng hồ nhá. Đấy, tất cả những cái kim này rất là đẹp luôn, không bị ố đúng không ạ? Nhiều con này bị ố rồi nhá. Kim này còn trong vắt luôn. Đấy, và vô lăng này các bác nhìn này, vô lăng xịn nguyên bản theo xe, chưa làm lại. Đấy, từ cái logo, từ cái mặt phím còi, từ những nút bấm của xe là không bị mòn gì. Đấy, những phần da này nữa này, nguyên hết này các bác này. Đấy, chỗ này được sơn vân gỗ nhá. Đấy, quá tuyệt vời đúng không ạ? Còn đây là những gì thì em cũng sẽ cho các bác mình xem luôn này. Đấy, ở chỗ này là mình để nước nhá, khi mình bấm đây nó thò ra. Đấy, rất là hay. Đấy, còn đây nữa này. Đấy, còn đây là cốp đồ này. Cốp đồ thì mình mở làm hai chế độ nhé. Đây, chỗ này thì có một cái điện thoại ở đây các bác nhá, điện thoại zin theo xe.
Đấy, da này, da rất mới luôn này các bác này. Đấy, da căng đẹp luôn. Và đây các bác nhá, bên đây cũng có một chỗ hộp để y tế, đây dụng cộng này các bác này. Đấy, hộp y tế. Hộp y tế thì các bác mình có thể gọi điện cho bên em tư vấn thêm về cái hộp y tế nhá, cách sử dụng cũng như là những cái thiết bị các bác nhá. Quá ok và tuyệt vời cho một chiếc xe như vậy đúng không ạ? Đấy, có cửa sổ trời luôn. Một mẫu xe hoàng gia đúng không ạ? Rất là sang xỉn, rất là sang trọng, đẳng cấp. Chạy thì phê thôi rồi luôn các bác nhá. Riêng cái mẫu xe này chạy phê thôi rồi luôn. Các bác có thể đến chạy thử tại siêu thị ô tô Hải Dương. Bên em đang có mấy con để cho bác mình chạy thử nhá. Còn hiện tại con này là đang là con đẹp trong những cái con mà hiện tại em đang có nhá các bác. Đấy, keo chỉ mép cánh cửa nhá, là vẫn còn nhá. Đấy, những cái gioăng ở đây nhá, cái gioăng ở đây là nó không bị kém rách sờn nhá. Và lòng trong này vẫn rất sáng bóng này, sơn zin đấy ạ. Những con bu đông này, những con bu đông này nó còn rất là mới đúng không ạ? Và chỗ này là vị trí túi khí nữa đây. Đây, da xịn cao cấp này. Đây, da xịn cao cấp này các bác này. Đấy, chỗ này là sơn vân gỗ, chỗ này là mạ kim loại. Đấy, tay mở. Những chỗ tì tay của xe là không bị kém, không bị xấu này các bác nhìn này. Đấy. Đây, chỗ này đã em quay rồi đúng không ạ? Giờ em quay lại thêm một chút nữa thôi. Đây các bác xem nha, những cái móc khóa này. Đây, những móc khóa tem này. Còn zin nguyên hết luôn này các bác này. Nội thất thì rất là rộng về cái độ dài đấy ạ. Về chiều dài cơ sở, về chiều dài tổng chiều dài đấy ạ. Tổng chiều dài của chiếc xe này là hơn 5 mét các bác nhá. Nó dài hơn 5 mét luôn. Cho nên là cái phần nội thất bên trong mình ngồi thoải mái rất là rộng rãi. Đấy. Nếu mà bác nào cao đấy ạ thì mình có thể lùi ghế lại. Cái ghế này có thể lùi lại được nhá. Ví dụ như cái ghế kia đang tiến lên này. Còn ghế này thì mình có thể lùi lại phía sau. Đấy, lùi lại phía sau. Rất là hay và tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, bộ ghế sau rất là mới luôn. Nếu mà mình nhìn thẳng vào thì nó sẽ không có hiện tượng là bị trắng trắng đâu nhá. Đây, nhìn nó có hiện tượng bị trắng trắng kia chính là cái lỗ đấy, những cái lỗ này, đây, những cái lỗ này. Đấy, nhìn thẳng vào thì nó sẽ không có hiện tượng bị trắng. Ở chỗ này thì đây các bác nhìn này. Ôi để lâu quá nó còn mốc này, vì da xịn mà. Đây da xịn ít khi mình mở ra cho nên là chỗ này là mốc này. Da xịn thì nó mới mốc như vậy nhá các bác nhá. Mình lau cái này là hết ngay. Đấy, không biết là những cái gì đây. Không biết là chủ tịch còn để lại những cái gì. À, mừng cô chú gì này. Và ôi lý trong mới chưa này các bác này. Lý mới trong mới chưa này. Chỗ này là ít khi dùng đến. Ô một cái điện thoại này các bác ơi. À, có một cái điện thoại. Bác nào mua khuyến mại điện thoại nhá. Điện thoại này là điện thoại theo xe đấy các bác nhá. Điện thoại theo xe đấy ạ. Sạc ngay ở cái chỗ kia luôn. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Bác nào mà mua chiếc xe này về dùng hết đời luôn này. Về dùng hết đời luôn các bác nhá. Đây. Có túi khí an toàn nữa nhá. Đấy, bên kia cũng vậy nhá. Bốn cánh nữa nhá. Đấy. Rồi rất là nhiều chỗ khác nữa. Chiếc xe này các bác có dùng hết đời các bác luôn. Xe chưa chắc đã hỏng được. Không hỏng được đâu các bác ạ. Riêng con này là không hỏng đâu. Khó hỏng lắm. Đấy, dòng xe mẹt ép này nó bền lắm các bác. Nó bền, nó chắc. Đấy. Từ phần tôn vỏ này cho đến phần máy các bác nhá. Tôn dày bịch luôn. Tôn chắc lịch dày bịch luôn. Cân nặng của chiếc xe này vâng, nói chung là khó có một chiếc xe dòng form sedan mà lại nặng bằng chiếc xe này luôn các bác nhá. Cực nặng luôn. Đây là phía sau, toàn thể tổng thể cái khu vực phía sau của chiếc xe đấy, các bác nhá, biển Hà Nội. Và đây ở dưới đây có những cái mắt cảm biến lùi này. Đấy, biển Hà Nội này. Và có camera lùi này. Đây là tên, đây là logo. Đấy, và các bác xem nhé, đèn sau nhá. Đèn đằng sau là đèn 4 vạch các bác nhá. Đèn 4 vạch này, 1, 2, 3, 4 vạch này. Đèn xịn và vẫn còn trong vắt luôn. Đấy, kính của xe vẫn là kính zin nhá các bác. Vẫn là kính zin luôn nhá. Cốp sau thì cũng to và rộng rồi. Rất to và rộng rãi. Và cốp sau vẫn còn rất là nhiều tính năng. Rất là nhiều những cái công nghệ được thiết kế ở trong cốp này nữa các bác nhá. Các bác thì... ở đây thì em lại mở, em chưa mở. Đấy, lúc nào các bác mình mở ra xem xong được các bác đến xem, mình cứ mở cốp ra mình tìm hiểu thêm nhá. Một cái chiếc xe với độ dài quá tuyệt vời đúng không ạ? Và chiếc này thì có chế độ lâng hạ gầm. Ví dụ như cái bánh này nhá, các bác nhìn đây nó đang thấp như này và các bác mình lâng lên thì nó cao lên tầm khoảng gang nữa luôn. Đấy, nó sẽ lâng
nó sẽ lưng lên rất là cao. Đấy, nó cao tầm khoảng 30 phân nữa đến 40 phân nữa luôn các bạn. Đấy, chiếc xe này khi mình bấm vào cái nút điều khiển ở trên đây, ở trong xe này. Đấy, thì em sẽ quay các bác nha. Đây em quay luôn này. Đấy, khi mình bấm vào đây nhá. Đấy. Khi mình bấm vào cái nút này thì tất cả bốn bánh của chiếc xe nó sẽ được nâng cao lên. Nâng cao vượt trội luôn các bác ạ. Nhìn thế này thôi nhưng mà bấm vào nút đấy nó lên nó cao rất là cao luôn. Nó rất là cao luôn các bác nhá. Đấy. Rồi, bây giờ thì em sẽ di chuyển sang bên đây và quay các bác mình xem những cái cánh ở bên đây này. Ở chiếc này thì em quay sẽ kỹ một chút, em quay nhiều một chút vì là chiếc xe nhiều tính năng, đúng không ạ? Nó nhiều tính năng hiện đại cho nên em sẽ quay kỹ một chút và nhiều một chút. Đây nhá. Về cánh cửa đây, mép keo chỉ này, nó vẫn còn nguyên đây. Và lòng trong các bác nhìn này rất là sáng bóng, tất cả bốn cánh đẹp như nhau nhá. Và đều có cái cửa gió thổi phía sau như này. Đây. Thổi đi qua cái lỗ này về phía sau, đồn phía sau nhá. Đấy, túi khí an toàn này. Và đây các bác xem cho em này, rất là mới này, từ cái phần chốt khóa này cũng không bị mòn này. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đây. Cũng có nhớ ghế nhá. Nhớ ghế ba vị trí nhá, có sấy ghế, chỉnh ghế lên xuống ngả nghiêng rồi cao thấp. Sơn vân gỗ zin nguyên bản theo xe này, chỗ này cũng sơn vân gỗ zin nguyên bản theo xe, nó rất sáng bóng, rất là mới luôn này. Chỗ này là loa check nhá, loa đấy, cửa gió đây, loa bầu đây. Đấy, lòng trong này các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn rất là bóng luôn. Rất đẹp. Ở dưới là nỉ. Là nỉ các bác nhá. Cái bu lông cánh này cũng chưa vặn tháo nhá. Tem nguyên này. Và những cái móc khóa ở đây nó cũng không bị mòn kém này. Đấy, không bị han hoen, đúng không ạ? Đây. Đây các bác nhìn này. Quá mới luôn. Đẹp cả xe luôn các bác ạ. Nó đẹp cả xe luôn. Đấy. Để mà mới như đẹp như này thì cũng có thể là so sánh được với những chiếc xe tiền tỷ nha các bác nhá. Đấy, nhiều con tiền tỷ bây giờ thì nhiều khi đấy mà đi nhiều, chạy nhiều, nhiều con mà kiểu người ta đời cao mà nó là nhiều tiền đấy ạ. Mà người ta đi nhiều, người ta mang vác ra, người ta đi nhiều thì nhiều con là không đẹp bằng cái con xe đời thấp ít tiền này của em luôn. Đấy. Các bác có thể là so sánh tìm hiểu kỹ đấy trước khi quyết định các bác nha. Các bác có thể là so sánh những chiếc xe khác đang có trên thị trường với cái chiếc xe này của bên em, đấy, xem chiếc xe này của bên em có đẹp hơn không nhá. Quá hiếm cho một chiếc xe Mercedes còn mới như này. Đây chỗ này nhá, là đây các bác nhìn này. Đấy, có cái chỗ để mình để đồ này. Đấy, sàn của xe sàn nỉ nhá. Đấy, từ những cái chân ghế của xe nó không bị han gì nhá. Đây các bác xem này, từ những chân ghế này không bị han hoen này. Đấy, lý này, lý đẹp chưa này. Đây là lý này, đẹp chưa. Chỗ này nhiều con là bị kém rồi, mòn hết rồi, kém hết rồi. Con này của em. Đấy, quay rất là kỹ càng như vậy để các bác thấy về cái độ đẹp của chiếc xe. Đây này, đấy, đúng không ạ? Mới chưa? Đây nha, từ những cái tay lắm tay bám ở vị trí này nha các bác. Không sao cả nha. Đây là túi khí này. À, chỗ này để đồ này, mình gạt tàn, châm thuốc, gạt tàn này. Đúng là xe đại gia cũng khác đúng không ạ? Thiết kế có cả những cái vị trí như vậy cho đại gia luôn. Đây, chỗ này cũng có rèm che nắng nữa nha. Đấy. Và bên đây cũng lưng lên giống như bên kia nhá. Đấy, đúng không ạ? Cho hai sếp ngồi phía sau luôn. Đúng là xe của sếp của khác. À, như vậy thì nội thất bên trong em quay cũng gọi là tương đối rồi. À, phía sau kia nhá, phía sau kia thì trang bị là có một cái rèm để che nắng đấy ạ. Đấy, có rèm che nắng phía sau này nhá. Đây chỗ này này, có rèm che nắng phía sau. Và cái gối của xe thì mình có thể nâng lên và đặt xuống như này. Và hai ghế kia cũng vậy. Đấy. Chỗ này nhá, cũng nhớ ghế nữa này. Đây mình điều chỉnh nhá. Điều chỉnh tốc độ của ghế. Vâng, thì bên trong em quay xong rồi. Bây giờ thì sẽ mời các bác xem phần vỏ bên ngoài. Để xem nút sơn và phần thân vỏ, thân mình của nó. Một chiếc xe nhìn rất là cường tráng luôn, rất là bệ vệ luôn, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này. Rất là dài nhá, rồi dài uốn luôn này. Rất là dài, là răng đúc loại 5 chấu. Và đây các bác nhìn, nó rất là to. Đấy, bộ răng rất là to luôn. Đấy, đăng kiểm của xe rất là dài nhá. Đấy, sơn xi bóng mượt. Các bác mua về thì
chỉ việc đi thôi, dùng thôi, sử dụng thôi, không phải sửa sang gì nữa nhé. Đây, cặp đèn pha của nó rất là trong đúng không? Nó rất là trong nhá. Hiện tại thì gầm của chiếc xe này đang được hạ tốc độ bình thường. Đấy. Chưa nâng hẳn lên nhá. Chiếc này là chưa nâng hẳn lên đâu. Khi nâng hẳn lên thì nhìn nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy. Có nút bấm từ bên ngoài, nút bấm từ trừ một chạm chỗ này này. Đấy, như vậy thì em đã đóng cửa lại rồi. Đấy, kính của xe mọc dán rồi nhá. Đây, một vòng xung quanh đối với chiếc xe này. Đấy, một vòng xung quanh. Đấy, các bác đã nhìn thấy đúng không ạ? Tôn vỏ cực đẹp, không bị han gì, không bị mục mọt, không bị gò lắn, không bị đâm va chỗ nào mà gò lắn đâu các bác nhá. Đấy, như vậy thì các bác cũng đã xem được cái phần vỏ bên ngoài của chiếc xe mẹn ép này. Đây, các bác xem nhá. Cốp rất là to rộng. Bây giờ quay phần gầm cho các bác xem phần phía gầm. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Đây, toàn bộ giữ gầm đây. Đấy, giữ gầm đây các bác nhìn này. Nó được bọc một cái lớp bảo vệ ở dưới rồi. Ở những dòng xe mẹt như vậy. Nói chung là giữ gầm thì nhìn nó cũng không có gì, nói chung là cũng không có gì nổi bật các bác nhá, dưới gầm ạ. Và đây nhá, đây là cái phần động cơ đây này, em qua sẽ mở máy ra và cho các bác xem cái khu vực khoang máy động cơ của chiếc xe. Đây rồi. Đấy, ti chống đẩy của xe nó vẫn còn nguyên, tự đẩy lên luôn. Đấy, máy cực đẹp nhá. Máy động cơ chiếc xe này các bác nhá, mình đứng ở, nếu mà đóng cabo lại và nếu mà lổ máy mà đứng bên cạnh đấy ạ. Đóng cabo lại xong là các bác mình lổ máy đi, xong mình đứng bên cạnh đi. Như vậy đấy, mình nếu đứng bên cạnh thôi mình đã rất khó nghe tiếng máy rồi vì nó lổ quá êm. Đứng bên cạnh lắng tai thì mới nghe thấy tiếng máy luôn các bác nhá. Lắng tai, nó thực sự là lắng tai mới nghe tiếng máy. Đây lý này, lấy gương nguyên này. Đây, động cơ đây, động cơ sáng đẹp sạch sẽ. Máy khô khan, máy chất các bác nhá. Máy số của xe các bác không bàn đâu. Máy số đại chất luôn. Yên tâm một điều rằng là mua về chỉ việc đi, không phải sửa gì nữa. Đấy, yên tâm về chất lượng đối với chiếc xe này thì bên em cũng đã test và cũng đã cho kiểm tra rất là kỹ đối với chiếc xe này trước khi xuống tiền nhập về bán cho các bác là đã kiểm tra hết rồi các bác nhá. Các bác yên tâm như vậy. Đây, còn chiếc này nữa thì các bác mình có hai sự lựa chọn. Đấy, con này cũng khá là ok này các bác này. Đấy, con này cũng rất là ok luôn nhá, rất là mới luôn nhá. Đây các bác xem cho em. Đấy, có hai con giống nhau nhá. Đây bộ ghế đây, bộ ghế cũng rất đẹp này. Đấy, đây. Đấy, con này thì cũng là đây, được lót thêm một cái thảm trải sàn 5D đúng không ạ? Hai con giống nhau nhá các bác ơi, hai con giống hệt nhau. Con này thì được thiết kế một cái bộ na răng khác rồi. Đấy, con này biển 30 nhá, cũng là biển Hà Nội. Đấy, cũng biển 5 số rồi. Đấy, như vậy thì em Trâm cũng đã giới thiệu và quay cho bác mình đến đây là hai con. Đấy. Con này thì em sẽ làm video sau nhá. Đấy, con này thì em đã làm video rồi thì kính mời các bác đón xem chi tiết rồi gọi điện trực tiếp cho bên em theo 4 số điện thoại là số 0938586307 và 0389000555. Đây là hai số hotline, hai số chính của bên em. Và các bác mình có thể liên hệ thêm theo hai số nữa là hai số phụ nếu không liên hệ được theo hai số chính. Các bác hãy liên hệ cho em theo hai số phụ là số sau đây, số 0866181628 và 0335838389 các bác nhá. Các bác hãy kết nối Zalo để được chi tiết hơn về hình. Đấy, về hình, về video, về tất cả những cái gì các bác đang cần xem. Đấy, về những cái điều thắc mắc các bác hãy gọi điện cho bên em để được tư vấn nhá. Và về giá cả đúng không? Giá cả là cái mà các bác rất là quan tâm đến một chiếc xe ô tô cũ đúng không ạ? Xem chất lượng và giá cả nó có phù hợp hay không, đấy là một điều các bác quan tâm. Thì các bác hãy gọi điện cho bên em để được chốt cái mức giá, để được cho một cái mức giá tốt, một cái mức giá hợp lý cho đối với cái chiếc xe này các bác nhá. Và các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh. Bên em có kênh YouTube và fanpage. Các bác hãy nhấn đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trang fanpage để được xem thêm, để được cập nhật thêm những mẫu video, những chiếc xe khác nữa.
tại siêu thị ô tô Hải Dương. Siêu thị nằm ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương nhé. Có rất là nhiều xe khác nữa để cho các bác mình tham khảo lựa chọn. Các bác hãy nhanh tay nhấc máy để được gọi điện cho bên em và chốt giá hợp lý các bác nhá. Em xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ video. Cảm ơn các bác đã ủng hộ siêu thị ô tô Hải Dương trong những thời gian qua và trong những thời gian tới. Em xin cảm ơn ạ.